Các bạn nghe, hiện tại thì mình đang ở quận 9 của thành phố Hồ Chí Minh các bạn ơi. Hôm nay mình đến vườn mai của anh sếp các bạn. Anh có vô luôn một số gốc mai các bạn. Vườn mình có tổng cộng khoảng bao nhiêu gốc anh sếp? Tổng cộng lớn nhỏ khoảng 200 cây. 200 cây anh. Đa số là mai thành phẩm không anh? Mai thành phẩm không? Rồi, em thấy cái này đẹp quá, cái này mình giao lưu luôn ha anh. Vô luôn luôn. Cái cây này chiều cao khoảng nhiêu anh sếp? Cây tàn rất đẹp các bạn, dẫn, tàn dẫn, thông. Dẫn, cho tới dẫn đi nha. Dạ lên xíu đó anh. Phỏng phỏng thôi anh ơi. Rồi anh ơi. 2m2. 2m2 anh. Chiều cao 2m2 các bạn. Còn cái tàn ngang nhiêu anh? Anh gác thử tàn ngang nha. 2m2. Dạ. Chiều ngang 2m. Tàn ngang 2m, chiều cao 2m2 các bạn ơi, tàn ngang 2m. Cây này nó tàn tán tạo rất là ok nha các bạn, rất đều nha. Quay tất cả các mặt cho các bạn xem nè. Chọn quay luôn. Cái này mình vô nhôm được bao nhiêu nước anh? Cái này mới vô nước đầu tiên của năm nay nè. Dạ. Cái này là nó tàn rất là đẹp nha các bạn. Cái này mặt bông mấy cánh vậy anh sếp? 12 cánh trở lại. Dạ, 12 cánh ha anh. Bông chùm không anh? Bông chùm này bông một búp của nó có thể đến 12 đến 10 14 búp lận. Dạ. Cái này rất đẹp các bạn. Tàn tán nè. Bông thì anh nói bông 12 cánh. Bông chùm các bạn. Mình quay mặt phía trong các bạn xem đây. Chỉ cần lực lưỡng luôn. Cái tàn này mình tạo bao nhiêu lâu rồi anh? Năm rưỡi à. Năm rưỡi à. Năm rưỡi mà nó rất là phát các bạn, sung luôn. Cây nó sung, cây nó lớn. Chi cành nè, lực lượng đó vô anh đo em cái số hoành cái chi nữa coi chi cành này khoảng nhiêu anh. Thấy lớn quá nè. Đo thử này coi. Dạ. Chi cành này 25. Dạ. Rất là lực, một cốt luôn. Đo này không? Dạ, anh đo bên kia thử coi nhiêu anh. Chi cành này 20. 10 19 à. Dạ. Tàn đặc luôn các bạn. Mình quay chi tiết từ gốc cho các bạn xem rồi anh sếp sẽ báo giá luôn các bạn. Anh em nào mà hợp nhãn thì mình liên hệ với anh sếp để mình giao lưu. Số điện thoại của anh thì mình để trên phần tiêu đề đó. Rồi anh đo em xuất quanh này, có gốc này có khoảng nhiêu rồi, anh đo 2 3 thông số ha. Dạ. Ok anh ơi. Đo nhìn thông số cho các bạn rộng ra dễ xem. Rồi thông số thứ nhất là 60. 60. Rồi ok anh ơi. Rồi đo chất lên nha. Dạ. Dạ đúng rồi. Cái này là 50, 51 đi. Rồi ok, anh đo thoát thân coi nhiêu anh. Thân này hả? Dạ. 44. Rồi ok anh ơi. Quay mặt đế cho các bạn xem. Đế này cũ nở các bạn. Đế anh trồng, anh lắp hơi sâu rồi. Cũ rất là nở nha. Cái này nếu anh em nào muốn sở hữu là giá bao nhiêu anh sếp? 70 triệu. 70 triệu ha, mình có bao xếp cho anh em được không anh? Bao ship luôn. Bao ship bao nhiêu cây anh? Bao ship 200 cây đi. Bao ship 200 cây số ha. Bao ship 200 cây số cho anh em giá 70 triệu các bạn. Cho một cây mai rất là đẹp nha. Một thân một cốt lùng liền. Thân tàn đế được có hết nha, bông đẹp. Rồi qua cây số 2 các bạn ơi. Cầm tay mình thấy cái phong nó tàn nó cũng rất là đẹp các bạn. Chơi tàn giống tàn dù nữa các bạn. Đây. Cái này chiều cao chắc nó khoảng 2m, trên 2m các bạn, 2m2 á. Chiều tàn ngang nó khoảng 2m. Cây này phong tàn mình thích nha. Làm như cây dù vậy á. Cái này tàn tán mình tạo được bao nhiêu lâu rồi anh? Cũng năm rưỡi luôn. Dạ. Mặt bông đó là sao anh sếp? Cũng 12 cánh thì bông chùm luôn, giống như cây vừa rồi. Dạ. Là cũng một loại. Dạ. Dạ cái bông này là nguyên thủy hay là mình ghép anh? Ghép. Dạ. Ghép mà mình lấy cái cây mai nguyên thủy mình ghép anh. Dạ. Rất là đẹp các bạn. Sườn tàn bên trong nè. Nói chung mấy cái này lúc trước cái phôi phải không anh? Đúng, phôi, phôi rồi mình mới lấy giống mình ghép. Dạ. Cái phôi rồi cái nói chung là cái thân mình đó là rất lực lưỡng các bạn. Cây rất sung. Nói chung là trong cái vườn anh là cây nào mình thấy cũng tươi tốt. Xanh đậm luôn các bạn. Sườn tàn dày đặc luôn nè. Ở đây vị trí chính xác mình là ở đâu anh sếp? Khu phố Long Hòa, phường Long Thành Mỹ, quận 9. Dạ.
Đây gỗ đồng quay bộ đế cho các bạn xem. Cây này đế rất đẹp nha, đặt hết trơn nè, đế đều hết. Anh em nào ở gần đây thì có thể mình đến tại địa chỉ anh sếp mới đọc đó các bạn, mình xem ưng cây nào thì mình giao lưu. Tại số lượng cho cây trong vườn anh rất là nhiều nha. Rồi anh đo mà em cái số hoành phải nhiêu anh. Cây này lực quá, khá là đẹp. Đây đo hai con số nè. Dạ anh đo y cây nãy nha. Rồi 60 anh ơi. Rồi anh đo xích trên một xíu nữa cho anh, cho các bạn xem. Nói chung là anh sếp anh đo nhiều chỗ rồi các bạn. Đây là 52. Rồi anh đo thoát thân nhiêu anh. Thoát thân là 46. Rồi. Cây này anh em nào muốn sở hữu là giá bao nhiêu anh sếp? Cây này cũng 70 triệu luôn. 70 triệu luôn hả anh? Mình cũng bao sếp cho anh em là 200 cây số luôn hả anh? Bao sếp 200 cây số luôn. Dạ, một cây mai rất đẹp nha các bạn. Nói chung mặt bông thì ảnh đã ghép cái bông khác các bạn. Bông đẹp nha. Bông này bông dẫu chùm là dạ. bao bông chùm luôn. Đấy hả? Dạ, tiếp theo các bạn. Phía này mình thấy có một cây này cái phong tài cũng rất là đẹp ạ. À. Quay phía dưới lên cho các bạn xem này. Tài rất là đều nha. Cái này mà tài này mình cũng tạo được năm mấy hả anh? Năm rưỡi. Dạ, cũng giống mấy cây kia hả anh? Cũng giống mấy kia một lượt luôn. Cái này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? À, chiều cao nó 1m8. 1m8 à. Tài ngang nó khoảng nhiêu anh? 1m8 luôn. Dạ. Chiều cao 1m8, tài ngang 1m8 luôn. Tài rất là tròn các bạn. Còn quay luôn nè. Mấy cây này ảnh chăm sóc rất là kỹ nha các bạn. Nguyên cả vườn nè. Tới đây là mê luôn. Nói chung là ở đây là mấy cái lô cây này của ảnh đó bạn. Anh em nào nhà mà không được rộng quá, mình giao lưu mấy cây này về Tết chơi bông là ok luôn bạn. Nhỏ gọn nhưng mà nó đẹp. Đây, xương tàn bên trong nè. Đa số đây là lúc trước là cái phôi ảnh tạo tàn đó bạn. Rồi ra nó tàn tán năm mấy anh chăm sóc rồi. Đặt luôn. Đây là cái đế bạn. Cây này đế nó khá nha. Cái này mặt bông mấy cái nè sếp? Nó cũng nói chung là nó có 6, 8, 12. Nói chung là mấy cây này về anh ghép là bông bông đẹp hết anh. Bông đẹp hết. Dạ. Đây bạn. Cây này thân nó thấy nó sắn nè. Nó dặn lên đó bạn. Rồi anh đo mem số quạnh cây này coi như anh. Cây này đấy khá đẹp các bạn. Rồi vị trí này là 41. Rồi ok anh ơi. Rồi ở trên đây thì nó 33. Rồi anh đo cái thoát thân có bao nhiêu anh? Thoát thân từ cho nó xuống đây là 38. Dạ. Rồi ok anh ơi. Quay lại cái tàn phía này cho các bạn xem. Tàn đều hết nha. Cây này mã số 3. Cây này nếu anh em muốn sở hữu là cây này giá bao nhiêu vậy anh sếp? Cây này giá 35 triệu bao sếp 200 cây số. Dạ, 35 triệu các bạn, bao sếp cho anh em 200 cây số. Bông tàn đế thân này nói chung là ok các bạn. Rồi qua cây tiếp theo các bạn ơi. Cái hôm nay em thấy cái cây này nó cũng khá là lạ anh, cây này hình thú anh. Cây này hình thú. Đây bạn, nó nằm luôn nè. Nó nằm như con hải cẩu vậy đó. Nằm lết nè. Nó có hai cái chân trước luôn anh. Có hai chân trước luôn. Dạ. Đây bạn, xương tàn bên trong nè. Anh tạo cũng là cũng ra đầy đủ chân nè. Này mình vô nhôm được mấy nước anh? Cây này là được 5 rưỡi nhưng mà đầu năm tới giờ mình đang vô nước đầu tiên. Dạ, mấy nước đầu tiên anh? Mấy nước là đầu tiên này. Mà chưa có vô chưa thành phẩm đâu mới. Dạ. Còn lỡ dở. Tương đối các bạn. Đây nè. Cũng ok nha. Cái này bông cũng ghép rồi anh. Cái này mai ghép bông mai dẻo gai, bông bự á. Dạ. Lá lớn các bạn. Lớn mà dài nè. Bông này là bằng bông 92 cánh hả anh? Lâu lâu nó cũng phải có năm nhưng mà bông ít lắm, năm ít lắm mà bự lắm. Dạ. Đâu anh vô anh đo thử em cái thân này khoảng nhiêu anh? Có hai cái chân trước luôn bạn. Lâu này à, chơi bông Tết là ok luôn á. Đo vị trí này là 52. Dạ. Rồi ok anh ơi. Rồi xích lên. Chiếc này là 45. Rồi ok anh ơi. Cây này nếu anh em mà muốn sở hữu là giá bao nhiêu anh sếp? Cây này cũng 35 triệu luôn. 35 triệu ha. Mình cũng bao sếp cho anh em 200 cây luôn anh. Bao 200 cây luôn. Dạ.
Tiếp theo các bạn, cứ đem thấy cái cây này, anh này anh tạo thế gì anh? Cái này thì dáng của nó ở cây hình thú, nhưng mà mình tạo lớp thôi chứ không nó không tạo lớp, là lớp tứ diện á. Dạ, tứ diện nha anh. Đây các bạn, tàn đều hết nha, do luôn, từ lớp có tầng có lớp trên nè, tàn đặc. Quay dưới lên cho các bạn xem, một thân lên lắc lượng luôn ha. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh? Để anh đo cho các bạn xem cái chiều cao của bạn. Cái này phong tàn cũng khá là duyên các bạn. Mặt bông mỗi cây trong vườn các bạn yên tâm nha. Nhiêu anh? 2m1. Mặt bông các bạn yên tâm nha, mỗi cây thì anh đã ghép bông hết rồi các bạn. Bông giáo zin nè, bông đẹp không? Chiều dài nó là 1m7. Dạ, ok anh ơi. Anh em nào muốn biết mặt bông chi tiết thì có thể mình kết bạn Zalo với anh sếp các bạn. Anh sẽ gửi cho các bạn xem. Đây, cây này đế các bạn. Đấy khá là lạ nha. Ủa sao này nó trẻ cái lại cái này gì anh? Hồi đó nó có cái tại nó trẻ ra cái đường này nè. Cũng hơi ngộn ha. Không có bị gì hết. Dạ. Đường này nó sành lâu lắm à. Liền mặt lâu ha anh. Liền lâu. Làm những cái thân cái rễ bị nứt hả anh? Y như nó bị nứt cái đó ra mà nó cuốn hết á. Dạ. Nó cuốn lại đẹp lắm, không có bị gì hết. Dạ. Đây là y chang con thú nằm em ạ. Rồi anh đo số quạnh đây thứ anh, chắc cái dưới đây đo không được, đo ở đây nè. Đo ở trên nè. Dạ. Cái này thân lắc lượng nha. Đây ha. Dạ. Để em nhìn cho. Rồi để em nhìn cho. 30 anh ơi. Quạnh 30 các bạn ơi. Cái này nếu giao lưu với anh em giá bao nhiêu anh sếp? Giá 35 triệu. 35 triệu luôn anh. Tất cả cây đều bao xếp cho anh em 200 cây số hết anh. Bao xếp 200 cây hết. Dạ. Thấy một cây dáng bài cũng khá là đẹp các bạn. Cây này thành phẩm quá ha anh. Thành phẩm luôn. Rép giống chung luôn của những cây mới vừa rồi. Cây này anh làm thành phẩm mà xương tàn đầy đủ cho nè các bạn. Mình quay dưới lên cho các bạn xem nè. Ủa cái này như mình mới cút tàn vô phải không anh? Mới cút tàn vô. Dạ. Nó mới ra. Cái này cái chiều ngang cái dáng bài này khoảng nhiêu anh? Anh đo thử cho các bạn xem thử coi. Dạ. Ok đúng rồi. 1m5. Dạ. Cái này chắc chiều cao chắc phải chừng mét hai vậy anh, chiều cao lên đó. Cái tàn chiều bay 1m5 các bạn, 1m3 các bạn. Quay cái xương bên trong cho các bạn xem. Cái này tự nhiên luôn phải không anh? Dáng bay này nè, một thân một cốt các bạn. Nó có cốt lên này này, lắc lượng luôn nè, làm như con rồng rắn ha. Này mặt bông mấy cánh anh sếp? Cũng 2 cánh, 8 cánh rồi, giống như cây vừa cái những cây vừa rồi một thứ giống á. Dạ. Đây mấy cái chi cốt cạnh nha, anh em quan sát, em qua cho anh em quan sát nha. Cây này cây bay mà cây mini vừa chơi các bạn ơi. Đây. Rất ok nha. Đế nè. Đây đế bên dưới nó còn nữa không anh sếp? Nó như vậy nó cắm xuống không vậy rồi. Tương đối như đây ha. Tương đối như đây. Cái này đo hoành cũng hơi khó ha anh. Anh đo ở cổ trên đó anh ơi, đó. Đo cổ à, đúng rồi. Bự lắm. Ở đây cũng khoảng 50 các bạn đây nè. Xét đây có 50, anh đo trên đó thôi. Đây dưới đất đo không cũng hơi khó. Ở trên này có 26 à, cổ 26 à. Dạ rồi ok anh ơi. Cái này nếu anh em nào muốn sở hữu là giá bao nhiêu anh sếp? Giá 20 triệu. 20 triệu ha. Bao xếp anh em 200 cây luôn anh. 200 cây luôn. 20 triệu cho một cây dáng bay các bạn. Cái này về là anh em chơi bông luôn. Bông mặt bông anh em yên tâm nha. Bông yên tâm, bông dẻo chùm mà dẻo nhiều bông nhiều nụ lắm. Dạ. Chứ không phải là 5-7 nụ như của bông khác.